chào bà con, cô bác, cô chú mạnh thường quân thân mến đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây đã tới nhà chị Thạch Thị Bình. Thì chị Bình cũng có nhiều chứng bệnh lắm quý vị. Thì hôm nay thì mình lại tới đây. Thì mình mới vừa đăng lên Facebook có khoảng một tiếng thôi thì có một mạnh thường quân giấu tên. Đó là ở Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã cho chị Bình gửi cho chị Bình để mua sữa, mua gì uống đó là 500.000 đồng. Thì hôm nay mình cũng làm một cái YouTube để cho bà con, cô bác, kiều bào và tất cả cô chú, anh chị em gần xa được thấy để giúp chị được cho cái qua khỏi chứng bệnh thập tử nhất sinh của chị. Thì mình không nói nhiều, mời cô chú anh chị cùng mình vào trong để xem và tìm hiểu về câu chuyện của chị Bình này như thế nào. Anh chị cùng mình vào trong để hỏi thăm chị Bình như thế nào. Thì đi ngày hôm nay thì cũng có ý mời, cũng trong đội thiện nguyện xã Trường Khánh đã lại tới đây, và hồi bữa hổm ý mời cũng có cho hết 1 triệu và mấy hộp sữa. Thì hôm nay thì mình với ý mời cũng có mặt tại đây và để vô hỏi thăm chị Bình như thế nào. Chào chị Bình. Chị lúc này khỏe không chị? Mệt quá chứ không có được anh ơi. Dạ. Em bị mệt quá em đi không có được. Rồi chị con mắt dằn cháy luôn kìa ý mời. Mắt vàng cháy luôn đó, rồi mặt sưng nữa. Rồi chị trong mình chị bệnh tới mấy thứ chứng bệnh là gan rồi tim rồi phổi nữa. Quá trời rồi đi, nó bệnh cũng cái này nó lâu rồi không phải mới liền. Rồi chị chồng chị hàng ngày làm cái gì? Làm hồ, bây giờ ổng ở nhà lo rồi ổng không có được đi làm. Mặt chị sưng rồi mắt vàng cháy luôn á, quý vị thấy không? Thấy tội nghiệp không? Đi thì căn nhà này cũng hồi đó cũng do mình quay lên để mạnh thường quân giúp đỡ, cũng trong đó cũng có ý mời tiếp tay một phần nào đó. Thì căn nhà này nè quý vị, tí nữa mình sẽ ra sau mình quay cho rõ hơn để cho quý vị xem và biết rõ hơn cái bệnh tình và cái ngôi nhà của chị Bình này đang ở. Chị thì năm nay mấy tuổi chị? 42. 42 ha. Dạ. Hồi chị còn mạnh đó, như là chị còn mạnh đó, chị đi làm ăn gì? Thì chạy xe ôm rồi bán vé số đưa con đi học. Dạ. Rồi giờ mấy tháng nay đi hết được luôn rồi. Cũng nãy em cũng có đăng lên Facebook, cũng có nhiều cô chú mạnh thường quân ở chợ xã Trường Khánh nè, nói là chị lên giạc nằm đi, đừng có nằm ở dưới đất thì nó bệnh tình nó càng ngày nó càng nặng hơn, khó mình ấy lắm. Nó nóng quá, nó lên trong này nó nóng chịu không có nổi. Dạ. Có cái giường mà nó nóng quá, lên giường nó nóng như. Rồi chị sao không đi chị ra mà để tới nặng như vậy, coi mắt vàng cháy hết quý vị. Cũng uống thuốc hàng ngày đó mà nó phát liền vậy đó. Cũng có biết bệnh chân bệnh mà mình không có tiền đi nằm viện mấy lần rồi. Dạ. Rồi cái nằm sau này cái bác sĩ nói quá trời nặng rồi, đi về nhà đi, kiếm thuốc nam uống đi, rồi uống thuốc tây phụ. Dạ. Vậy đó. Mà mình thấy mặt chỉ sưng rồi vàng luôn ý bà, mắt vàng luôn. Thì bây giờ em xin phép ra nhà sau chị quay một vòng cho cô bác anh chị em được thấy nha. Dạ. Có ai giúp đỡ, có lòng hảo tâm thì giúp, mình được nhiêu thì giúp. Dạ. Thì theo cái lòng hảo tâm của mỗi người. Dạ. Để cho chị có tiền đi trị bệnh hoặc là sống qua ngày nhé. Dạ. Thì em xin phép để qua quay một vòng nhà cho chị được không? Đi. Dạ. Không, chị ngồi đi, chị không có đi đâu được. Đây. Thấy có nghiệp không quý vị? Đây là cũng cái nhà này cũng do mình, lúc trước mình cũng có lại đây quay. Nhà lá sụp sệ hết trơn á, mình quay rồi để mình vận động bà con cô bác cũng được. Căn nhà này cũng chính mình với ý mời hợp tác để ý mời kêu gọi thì được một căn nhà to như vậy. Thì nhà to thì cây bạch đằng không màu quý vị, không có cái gì đây, không có gì hết. Rồi chỉ không có nằm trên giạc, chỉ nằm dưới đất vậy nè đó. Chị nói nằm dưới đất mát. Thì mời cô chú anh chị để ra sau để coi cái nhà sau của chị như thế nào. Đây thì trong buồng chị nè quý vị, không có gì hết đó, chỉ có trải dưới đất với gì vậy nằm vậy thôi. Coi nè, quá trời luôn quý vị. Đây đây
đó là căn nhà này cũng do mình với mời để hồi đó mình cũng có quay lên YouTube rồi anh chị em thấy người ta giúp đỡ đây. Còn hiện tại bây giờ thì quý vị xem nè, đây là bên nhà chồng của ông già chồng của chị cũng như vậy luôn, cũng tàn tạ như gách nát như vậy đó quý vị. Đây không có gì hết, đây nhà phía sau đây, đây nước thì 88 tháng 9 này lên đầy ngập luôn quý vị coi nè. Đây mình không có nói dốc đâu, để mình quay toàn cảnh để cho cô chú anh chị nắm bắt và tìm hiểu thêm cho rõ hơn. Đấy là nhà chị Bình như thế. Hồi chị còn mạnh thì chị đi chạy xe ôm nha quý vị, chồng thì làm hồ. Đây nát hết trơn không có gì hết nha quý vị. Đây đây thấy tội thấy thương quá quý vị ơi, mình còn được như vậy đó là cũng có phước à, nhờ mười phương chư Phật độ hộ mình được như vậy đó, mình có ăn có chỗ ngủ chỗ chăn êm niệm ấm đó là quý lắm rồi quý vị, sức khỏe quý lắm rồi. Còn cái này thì không có cái có gì hết quý vị ơi, coi nè, đây nè nước tháng 8 tháng 9 này lên như vậy đó quý vị. Đây cơm coi nè, thấy tội không quý vị, thấy mà rớt nước mắt. Đây đây nồi tròn đen xì hết trơn luôn. Coi nào quý vị, mình sẽ review cận cảnh và gần nhất cho quý vị xem. Đây đó đó, đây nhờ cô bác thương tình xem thấy cái video này thì mong rằng có lòng hảo tâm để muốn giúp chị thoát cái bệnh thì một ngày càng nặng, không có tiền chị đành bó tay ở nhà vậy quý vị. Đây chẳng có cái gì trong buồng. Đây nhà dột cột siêu hồi đó là ở sau này thôi đó quý vị, thì do không có ở trước thì gách nát hết, thì mình thấy vậy mình cũng lại mình review rồi cô chú thấy vậy mới là mua cho tiền cắt được một căn nhà ton cây bạch đằng. Còn chứ thật sự là nhà sau này thì rồi xong luôn quý vị, ngã đổ hết trơn luôn nè quý vị, coi mối nè. Quay gần lại cho quý vị xem. Thì nhiều có anh em cũng có định lại quay mà do lý do gì đó quay không được. Thì hôm nay thắng miền Tây cũng thấy xót đau và thấy thương chế thì cũng quay lại cái khoảnh khắc này. Và mình hồi sáng mình cũng có một người cũng có gửi 200 cho chế của ít lòng nhiều mà quý vị. Thì một rất quý đối với người ta có nhiều người ta gom góp nhiều cũng có đức có phước của người ta. Thì mình mới đăng lên Facebook khoảng một tiếng thì có một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũng gửi cho chế được 500.000. Thì mình đăng lên YouTube luôn để cho cô chú gần xa được biết. Đây thì do cô chú anh chị em Mạnh Thường Quân giấu tên thì mình không có thể nào mà nói tên ra được, thì do quyền riêng tư của mỗi người thì mong mọi người thông cảm. Thì mình muốn cho tiếp tục giúp chị nhiều hơn nữa để chị đi có tiền đi trị bệnh, sau đó thì làm lại cái mái nhà sụp nát như vậy nào quý vị. Đó mái nhà sau thấy đứt từng đoạn ruột quý vị. Đây sống ở trên đời thì ai cũng có số quý vị. Đây mình cũng nói không được. Đây nhà ông già chồng của chị cũng cặp một bên cũng y hệt nhà chị luôn quý vị, cũng bệnh tâm thần. Chị thì bệnh như vậy đó, 3-4 chứng bệnh. Thì đợt này là nặng nhất đó quý vị. Đây mình sẽ tiến tới ra ngoài quay cho quý vị xem. Đây không có gì hết, đây là hình ảnh thực tế mình quay cho cô bác cô chú thấy để xót thương cho chị và có một tấm lòng Bồ Tát để cứu chị qua cái đỡ cái trong mùa bệnh này. Cái này thấy tội không em ơi, được cái nhà sau đó. Quá trời luôn. Thì qua nữa bỏ hỏng cho nó 1 ký gạo 1 dạ. Triệu với 5 hộp sữa. Dạ được. Thì đợt nào ý 10 cho gạo con cũng không bỏ chỉ hết trơn, đem lại đây cho hết. Có mấy đợt sau này là con không cho, bởi vì người ta xin nhiều quá không biết cho ai là cho ai vậy đó. Thì đợt này mới đăng lên cái đột có một Mạnh Thường Quân cho 500 con cũng mừng luôn. Biết nói gì bây giờ. Dạ còn nhiều, có nhiều người hỏi lắm. Đây là cho quý vị xem nha. Còn cái này là nhà, chỉ có nhà hồi đó là bằng cây bạch đằng không đó, bằng tôn không đó quý vị, chứ không có được chắc chắn cho lắm nữa. Đây chị thì chị nằm ở dưới đất, chị nói cho mát.
Cái này mày á hả? Chị Bình, cái này mày hồi đó mất đó phải không? Đây mẹ cũng mới mất, chưa chắc chưa được năm đó ha. Một năm rồi nè quý vị, mẹ cũng mới mất đây. Đây. Thì em nãy em mới đăng lên cái Facebook đó, mới đăng liền có người lại giúp chị 500 ngàn, em rất mừng luôn. Bởi vì mình không có cái gì tiếp đâu quý vị, mình chỉ có một cái nhịp cầu nối để cho cô chú anh chị em thấy để giúp chế thôi. Chứ mình không có cái, mình cũng không có khá giả gì mình để giúp. Thì mình có nhịp cầu nối để có tấm lòng Bồ Tát để cứu chị. Nếu mà video này cô bác thấy thì giúp chị cho đỡ một phần nào đó. Ê, nè con của chị đó, con nhỏ này nhiêu mấy tuổi rồi bé này? 6 tuổi nè quý vị, là gặp một người chồng cũng có một đứa con này thôi. 6 tuổi mà coi nè, như 7 chú lùn vậy đó. Có đi học chưa con? Chưa. Chưa ha. Thấy tội không quý vị? Rồi cha con đâu rồi? Cha con đi đâu con không biết. Dạ, vậy con đi chơi đi. Con lăn quay luôn. Rồi, cầm vậy phải không? Dạ dạ. Đây thì nãy cũng có Mạnh Thường Quân gửi cho chị 500 ngàn. Thì em mới đăng lên Facebook nãy đó. Thì có Mạnh Thường Quân ở xã Thường Khánh, mình cũng tặng chị 500 ngàn để cho chị uống sữa nha. Thì đếm đây chút nữa đây nè. 200, 300, 400, 500. Đó là do Mạnh Thường Quân tại ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ cho chị số tiền này. Do thì người ta giấu tên, mình cũng không có quyền riêng tư, mình không có được nói. Thì một lần nữa thì con có nói mười không, lặng cho người ta nghe, lặng ta giúp đỡ vậy đó thầy. Dạ. Rồi ý mười có muốn nói gì luôn không? Nói cho sẵn đây cho cô bác rồi được thấy luôn. Bữa nay mình như mình đến lại nhà mình. Bình này hồi trước kia cũng là Thắng quay cái nhà này, Thiện Thắng mới chỉ lại cho Bình, rồi mới được có nhà che gì hồi đó là lụp sụp. Rồi bây giờ đợi đây Bình nữa, thì Thắng cũng đã đến đây là quay nữa. Rồi Thắng lại nói cho cô Mười hay, chứ không công an cũng nói cho cô Mười hay. Rồi lại đây cô Mười cho con Bình 10 cái gạo, 1 triệu với 5 hộp sữa. Rồi lúc đó cô Mười còn nấu cơm ở trong vùng cách ly cho người ta ăn đó. Thành ra cô Mười cũng gửi cho Bình 7 hộp cơm. Thành ra bây giờ ngày mai đến đây thấy Bình như vậy cũng nhờ cô bác, lời nói của mình có một cái tâm nhờ cô bác giúp đỡ cho nó. Bây giờ nó nặng quá rồi. Dạ. Những lúc còn sống thì mình còn lo, còn khi nó qua rồi mình cũng không có gì là để tiếp nối. Dạ. Vậy nhờ nhà Mạnh Thường Quân trong xã mình thôi cũng như hỗ trợ giúp cho nó được chức định cũng sống qua ngày. Bệnh tật nặng quá cô bác ơi. Cuối lời mình xin chúc mọi gia đình đều tốt đẹp và sự an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chị có muốn nhắn gửi gì với cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình không ạ? Dạ em cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ em, cho em được số tiền này, cho em được số tiền này uống sữa, mua này kia ăn. Em rất là cảm ơn nhiều. Chúc Mạnh Thường Quân làm ăn sức khỏe giàu giàu. Đừng... Dạ. Sao có tài bác? Đây. Không biết dạ, thôi, vậy nhanh. Thôi ha. Vậy em cũng cho xin cứu. Thì video mình cũng xin kết thúc tại đây. Chúc bà con cô bác, anh chị em xem được video Vlog Thắng Miền Tây nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn lại video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn lại.